Dạ rồi, hello, xin chào tất cả mọi người ha. Chào mọi người trở lại với kênh Hàng Nhật Bãi của em nha. Thì em sẽ phục vụ cho anh em về đồ nghề nữa ha. Thì mớ này ha, em có lộn xộn nghe anh em. Đây, còn mớ này quăng vô cho anh em luôn. À, lộn xộn ha. Đó, lộn xộn thì mớ này em bán với giá là 50.000 một ký nghe anh em. Đó, thì để 50.000 một ký, hình thức bán thì 50.000 thì anh em nào mà chốt hết đống này phụ em 50.000 tiền ship thôi, còn bao nhiêu thì em sẽ chịu phí ship tiếp anh em ha. Cái này tầm là 15 ký đổ lại anh em, 15-16 ký trở lại thôi, không có nhiều ha. Thì giá là 50.000 một ký, anh em nào mua hết số này thì là giá này nha, không bán lẻ nha anh em. Đó, 50.000 một ký thôi. Thì cho anh em xem đồ nè, đó thì cũng trải ra cho anh em xem luôn nè ha. Thì chìa khóa đa số là chìa khóa ha, khóa miệng có, dòng có, búa có nè, cần lắc 3/8 nè, lắc 3/8 tự động nè ha, 3/8 1/4 KTC luôn anh em. Rồi mỏ lết nè ha, kìm cộng lực nè, bị mẻ nha, cộng lực nè. Rồi kéo, khóa dòng, búa gò, vít, rồi kìm. Đó, thì cái quay thì cũng có cái này ha. Nó nãy hình như có một cái chữ T nha anh em. Chữ T nha. Đó, chữ T. Chữ T 3-4 số ha. 17, 19, 21, 23 chữ T nha. Cái dũa nè. Đây. Đó. Thì anh em thấy đồ ha, cũng rõ ha, kìm mà bấm code nè. Thì giá là 50.000 một ký, thì tầm 16 ký đổ lại thì như hình này nghe anh em, thì vòng vòng trong đây thôi ha. Đó, anh em nào có nhu cầu chốt thì cứ liên hệ em. Thì căn bao nhiêu ký chính xác thì em sẽ báo cho anh em. Nhưng mà anh em phụ em là 50.000 tiền ship ha. Đó, bán hình thức anh em nào chuyển khoản ha, chuyển khoản hoặc là bỏ cọc quá nha em mới bán nha anh em. Anh em nào chuyển khoản cũng vậy, mà chuyển khoản cũng vậy mà code cũng vậy ha. Code thì phải cọc em trước nha anh em. Em sẽ cho em xin 50.000 tiền vận chuyển thôi, còn như em sẽ bù cho anh em ha. Rồi 50.000 một ký nha anh em.